Xin chào quý khách. Tạm biệt quý khách. Thành Nguyên, đang nói chuyện người yêu phải không? Nghe hết rồi. Xin chào, tụi mình là Dedek Corner. Đây là camera DIOC, camera 3 trong 1 thế hệ mới. Như tất cả các truyền thông của tụi mình về chiếc camera này thì mọi người cũng biết rồi, đây là một chiếc camera có tích hợp loa và còi báo động để cảnh báo chủ động khi có xâm nhập. Nhưng mà có một cái ứng dụng cộng thêm rất là thú vị nữa khi mà bạn sở hữu chiếc camera này, đó là chúng ta có thể thu âm lời chào hoặc là lời tạm biệt khi có khách ra hoặc là vào cái lối ra vào của doanh nghiệp, của cửa hàng, của công ty của mình. Về cấu hình thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần thu âm lời chào, lời tạm biệt theo đúng cái nhu cầu mà doanh nghiệp của mình cần, cửa hàng của mình cần. Thì khi mà thu âm xong, chúng ta sẽ có một cái ứng dụng là hàng rào ảo và quy định chiều vào và chiều ra ứng với cái lời chào tạm biệt hoặc là lời xin chào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem kết quả mà DS Corner đã thực hiện được tại hành lang của văn phòng DS miền Nam bạn nha. Thảo ơi! Tạm biệt quý khách. Tạm biệt quý khách. Thảo ơi, đi vô đi. Xin chào quý khách. Đó, từ nay thì bạn sẽ không cần phải trang bị thêm một cái thiết bị để tự động xin chào hoặc là tự động gửi lời tạm biệt khi có khách ra vô tại doanh nghiệp nữa. Mà đơn giản là bạn chỉ cần sắm một chiếc camera DLC 3 trong 1. Bạn vừa có thể theo dõi được an ninh của khu vực ra vào và bạn vừa lại có thể chào khách hoặc tạm biệt khách, gây một cái sự thú vị cho họ khi họ bước vào cái khu vực buôn bán của mình. Tuyệt vời quá đúng không nào? Hãy sắm ngay camera DIOC 3 trong 1 liền bây giờ. Xin cảm ơn.